cái bình này là bình zin của nó chưa thay luôn á. Bình zin này. Ừ. Còn xanh lè em thấy không? Hết chạy đi mất rồi mà thấy nó còn xanh lè không? À, cái mắt thần ở đó, thấy không? Đó. Rồi xanh lè luôn. Tính ra biết đâu sau này con nó làm gì nha, không lấy xe xe. Ừ, thích xe lắm, mốt đi. Thích xe mà, thần tưởng an toàn lắm đúng không anh? Xe gì nó cũng biết luôn á, giờ đi ở ngoài đường nó nhìn một chiếc xe là nó biết xe đó đời mấy, bên cháu bao nhiêu tiền, xe gì. Biết xe tên gì là hãng gì luôn chứ. Biết hãng gì nói chung là biết hết. Dạ. Thì toán còn không biết nhớ mà, xe nhớ không. Bây giờ đường mãi, cũ chứ đó nhiêu tiền, nó giá gì, đời nhiêu hay. Giỏi vậy đúng không chị? Sau này chắc lời cạnh tranh với anh Toàn rồi. Xe mới tinh anh chị ơi, 2018 này hầu như là không chạy luôn á, mới 21.000 cây thôi nha. Nên kỹ nó nổi, nó xong 3D bọc thêm cái thảm cao su nữa này. Anh chị ngồi cho con hai cái này, nỉ này, sáng chứng này, ghế này anh chị. Tối quá cho qua em kỹ em ghế này chị thấy căng cứng luôn. Này nó mới lắm, mới tinh rồi. Đây vô lăng này 21.095 cây nha anh chị, số tự động 1.6. Ok, bên trên rồi, số chơi đầy đủ rồi. Xe phủ găm rồi hả? Xe phủ găm rồi hả? Phủ găm lên đỉnh bi rồi. Mới quá, xe mới quá anh. Xe sim toàn bộ đúng không? Xem sim toàn bộ mà. Nó chỉ có bị bữa cày cày đó nên xe nó quẹt thôi. Xe bị cày. Mâm, mâm đồ mới đấy, mà mới tinh sáng chân heo dầu này. Sáng chân mới lắm. Mới tinh mà cái này. Nốt này mới lắm. Mới cực kỳ luôn. Trong đây là nè, nó còn mấy cái này vô đây nè. Còn mấy gì? Cái này là cái bóng, cái này là cục của nó nè, thấy không? Ở trên này nó còn cái bóng riêng của nó, anh bỏ đây nè. Cái bóng của Mười Hùng á, anh bỏ đây hết nè. Em mình lên cái đúng bóng nè, còn hai bóng riêng của nó nè. Đó anh bỏ đây hết. Lên đèn đèn bi led rồi. Nhưng bi xin ông, lúc đó là bi xin ông. Nó còn đồ của nó là mấy cái tấm tặng anh cũng còn mới tin thấy không? Dạ tấm mạng vẫn còn. Rồi tấm của hãng tặng á, cái nỉ của nó. Còn cái lip bo anh để trên nhà nữa. Này thấy cái này là chưa xài luôn nè, thấy chưa? Chưa mở ra luôn á. Mở luôn, nó sẽ cua chưa hạ. Lớp chưa hạ luôn nè. Mới tin. Gầm bể mới nữa. Em cứ soi kỹ đi. Gầm bể nữa chứ. Bốn quả mâm là mới tinh rồi, chưa có dấu chày luôn nha. Phanh tay luôn nè anh chị. Mấy cái phím này. Đó, mấy cái phím mà đây nè anh chị. Phím đây này. Nó không có bị pha hay bị bạc luôn. Bình thường là nó bị bạc lắm, cái chỗ cái này nè. Cái phím bạc đây này. Xài nhiều nó bị bạc, nó chóc lắm. Chóc màu đen, còn đây là sáng trưng. Đấy, sáng trưng mới tinh. Nhìn cái này. Dạ. Nó còn nảy mới tinh luôn chứ. Tinh. Không có đụng tới chưa chạy gì miếng nào luôn đúng không? Dạ. Cái này anh kỹ nên bọc luôn cái này không? Dạ. Đặc biệt là mấy cái chỗ này này, nó hay nó bị chóc lắm. Đúng rồi, nó cái chỗ này nó hay bị chóc đúng không? Thì nhiều là hay chóc luôn đó. Nó mới tinh rồi thấy không? Nhìn thấy nó này cái này chưa bóc siêu luôn nè. Cái miếng này chưa bóc á. Dạ đúng rồi. Nó còn ni lông á. Còn ni lông. Ừ.
cái màn hình làm bữa anh mới bóc á, tại vì thấy nó sên sợ nó bị chảy keo á. Dạ. Ừ. Nó sang mà đêm này đủ chung mà tính quá. Mình xích đồn mà tính. Đây, nó có mấy vết chạy đây nó có vết chạy chỗ đây đây chạy chỗ đây chút đây nè chị chạy chỗ đây chút chắc về tút lại đây này giờ tút lại với bên đây miếng thôi đây là do cái xe nó ra cái lăng nó cạ đó nè nó không thấy nó cạ vô đây thôi nó hai chỗ vậy thôi hai chỗ chạy hai chỗ chạy thẳng luôn cho rồi hỏi tiền. Nhìn thì nó cũng thấy á. Mới. Lấy cái mấy cái bình nước mà mấy bình nước này, dạ mấy bình nước mới tinh, đi nhiều rồi nó. Không, mấy cái đi nhiều rồi nó mới xỉn màu. Lấy cái co rồi không? Dạ. Yeah. Nhựa mới luôn chứ phải nó lão quá rồi, lão quá rồi nó. Nó ăn ốc nè. Ốc sáng chân mới tinh. Đủ màu hết. Chưa đụng gì hết, anh chưa. Dây cu ro này nhiều to. Dây cu ro là không, nó còn ghê không? Dây ro sáng chân mới tinh. Ừ. Anh đi chân dữ kỹ lắm. Dạ. Yeah. Mấy cái tấm này thôi, mấy xe mà chạy nhiều là nó thể sẽ nó bị nóng rồi mà không, nó bị đen, nó bị còn mịn kê không? Mịn như là mới nó, xe mới luôn á. Đúng rồi, nó có bị xù lông lên. Ừ. Thường nó xù lông. Dạ. Yeah. Anh dự định đổi bender hả anh? Ừ, anh đang coi cái bender anh gom á. Dạ. Đăng kiểm nó tháng 4 2024.